Những năm tháng 7 vừa qua, hơn 150 sinh viên khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường, trường Đại học Nguyễn Tất Thành có mặt tại trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh thuộc huyện Cần Giờ để tham gia chương trình trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên năm 2019-2020. Tạo cơ hội xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn kết trong tập thể sinh viên của ba ngành đào tạo của khoa, giữa sinh viên với giảng viên và với nhà trường. Với nhiều bạn sinh viên NTTU, hành quân vào rừng, đi bộ trong rừng sách là một trải nghiệm thú vị giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về hệ thống sinh quyển nơi đây. Quan trọng hơn, tất cả những gì mà các bạn có thể tích lũy được chính là tinh thần làm việc nhóm, tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất và trí tuệ minh mẫn để hoàn thiện thử thách cũng như hoàn thiện bản thân và đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Sau khi hoàn tất đoạn đường gần 1 km, các bạn sinh viên NTTU đã tìm được chỗ dừng chân phù hợp ngay giữa rừng sách. Tại đây, mỗi nhóm được ban tổ chức thử thách về trí tuệ lẫn tài khéo léo thông qua các hoạt động như cuộc thi bắt cá và tìm các vật dụng để nuôi cá hoàn thành bữa ăn đậm chất dân dã. Tất cả các bạn đã cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết qua các thử thách để cùng nhau tận hưởng kết quả là những món ăn mà chưa bao giờ ngon đến thế. Hoạt động được các bạn sinh viên hưởng ứng với 100% năng lượng là hoạt động đóng lại tiểu phẩm ngắn về sự anh dũng, khéo léo chiến đấu của chiến sĩ đặc công, hết sức thú vị và gây cấn. Kết thúc một ngày dã ngoại là chương trình gala Cần Giờ By Night, đó là chương trình thi ca nhạc đến từ sinh viên của ba ngành. Mọi thứ dường như được lắng động tại nơi đây, xóa tan không khí tĩnh mịch của Cần Giờ về đêm. Chỉ còn lại tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng nói, hòa lẫn của giảng viên và sinh viên, mọi thứ trở nên ấm cúng và thân tình. Sau đó, ban chủ nhiệm khoa châm đốt thắp ngọn lửa, truyền sự nhiệt huyết cho sinh viên. Nổi bật là chương trình sinh hoạt lửa trại, các trò chơi đội nhóm. Hoạt động quan trọng trong chuyến dã ngoại lần này chính là chương trình giao lưu giảng viên doanh nhân về cơ hội nghề nghiệp. Tại đây, doanh nhân đồng thời cũng là những giảng viên tâm huyết của khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường đã có những trao đổi thiết thực, muốn truyền đạt lại cho sinh viên nhằm cố gắng nỗ lực hơn trong việc học. Các câu hỏi được các bạn đặt ra đó là những thắc mắc trăn trở về cơ hội nghề nghiệp đã được các giảng viên tận tình giải đáp. Thông qua chương trình giao lưu thực tiễn, trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên 2019-2020, hy vọng rằng đó là những bài học quý và một kỷ niệm đẹp mà các bạn đã có nơi chính mái trường đại học thân yêu của mình.